Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Còn hơn một tháng nữa thôi là đến dịp Tết Nguyên Đán. Mình nghĩ đây là thời điểm để anh em có ý định dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa thì có thể bắt đầu thực hiện ngay. Thời điểm vàng tốt nhất là khoảng 2 đến 3 tháng trước Tết, vì thông thường việc sửa nhà sẽ tốn khá nhiều thời gian với nhiều hạng mục thi công kèm chi phí cao. Nên trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một giải pháp tối ưu giúp giải quyết hiện tượng bong chóc hoặc nứt vỡ tường. Đó là việc sử dụng bột chét tường Bosni Wall Putty, xuất xứ thương hiệu từ Thái Lan. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả để anh em tiện mua sắm. Cách sử dụng thì khá đơn giản. Mình nghĩ sau khi xem xong video hướng dẫn thì bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Trước khi thực hiện việc chám nứt tường thì anh em cần chuẩn bị cho mình một số vật dụng sau. Thứ nhất, không thể thiếu, đó chính là bột chét tường. Ở đây mình sử dụng bột chét tường đến từ Bosni. Thứ hai là anh em sẽ cần một cái matic để có thể chát keo lên trên vết nứt. Và vật dụng thứ ba cần đó chính là giấy nhám giúp tạo bề mặt phẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu việc xử lý vết nứt tường. Bước 1, làm sạch vết nứt tường cần sửa. Bước 2, chát kín keo vào khu vực cần vá. Lưu ý phải để keo khô hẳn mới được tiếp tục bước 3. Nếu muốn mau khô thì các bạn có thể chia chét làm 2 đến 3 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau 30 phút. Bước 3, chà nhám để tạo bề mặt phẳng. Đến bước này thì có thể coi như là xong. Nhưng nếu anh em nào có ý định sơn tường thì có một số những cái lưu ý sau. Khi sơn lại, anh em phải dùng sơn lót, sơn đầy lên chỗ tường, vì nếu không sẽ bị lộ chỗ nào bả, chỗ nào không bả. Và như vậy, mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng bột chét tường giúp khắc phục các vết nứt tường một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em thành công!